Phong Thủy Tự Nhiên xin gửi lời chào đến các quý vị và các bạn đang theo dõi video YouTube ngày hôm nay. Và trong ngày hôm nay thì Đức Trung sẽ cùng mở hộp và cùng hướng dẫn đến các quý vị một trong những món vật phẩm phong thủy hàng đầu trong cái việc chúng ta sẽ cần phải xử lý đến những trường hợp ngoại sát khí tác động đến ngôi nhà. Và giống như một trong những vật phẩm trước đó mà Đức Trung đã từng chia sẻ, đó là Bạch Ngọc Đại Minh Chú, thì ngày hôm nay Đức Trung sẽ cùng chia sẻ đến quý vị đó là vật phẩm, một trong những pháp bảo để mà hóa giải sát khí hàng đầu, ngoại sát khí hàng đầu mà chúng ta cần phải sử dụng đến, đó là Bạch Ngọc Thạch Cảm Đường. Và chúng ta sẽ cùng mở hộp ra để cùng hiểu hơn về vật phẩm này như thế nào nhé. Và chúng ta sẽ cùng mở hộp ra để xem cái vật phẩm bên trong sẽ là gì nha. Theo truyền thuyết thì trên núi Thái Sơn có một vị pháp sư nổi tiếng tên là Thạch Cảm Đường. Đây là một vị tiên gia được ở trên trời phái xuống, đúng không ạ? Với cái nhiệm vụ đó là hóa giải những cái tà ma ngã quỷ ở dưới trần thế, tránh quấy nhiễu dân lành. Tuy nhiên một điều đó là một mình vị pháp sư này thì rất khó để mà có thể là xử lý hết tất cả những yêu ma ngã quỷ ở dưới trần thế. Bởi vậy cho nên rằng là vị pháp sư thì bằng một cách đó là sử dụng những phiến đá trên núi Thái Sơn, và sau đó là khắc tên mình lên trên đó, và sau đó thì trì lực trì chú vào để mà cái phiến đá đó được đặt tại các ngôi nhà mà thường xuyên có ma quỷ quấy nhiễu. Và ngạc nhiên thay thì đối với cái pháp khí này, sau khi được vị pháp sư Thạch Cảm Đường sử dụng đến thì nó mang lại công hiệu rất là cao, và các ma quỷ cũng không dám đến các ngôi nhà đây để quấy nhiễu nữa. Và thông qua cái tích này thì cái vật phẩm Thái Sơn Thạch Cảm Đường được sử dụng đến, cũng như là trong quá trình mà chúng ta ứng dụng phong thủy để trong cái việc đó, thứ nhất để tịch tà hóa sát, cái thứ hai là hóa giải sát khí mà tác động đến ngôi nhà chúng ta. Thực ra nói đến cái ý nghĩa của Thái Sơn Thạch Cảm Đường, chúng ta biết Thái Sơn là tượng của một ngọn núi lớn, và Thạch Cảm Đường là tên của vị pháp sư Thạch Cảm Đường đó rồi. Vậy thì cái hình tượng Thái Sơn Thạch Cảm Đường mà để mà hóa giải sát khí, chúng ta có thể hình dung đó là việc chúng ta tạo ra một cái ngọn núi lớn để chấn lại cái sát khí mà tác động đến ngôi nhà chúng ta. Thì tương tự giống vậy, có một cái hình tượng lớn để bảo vệ ngôi nhà chúng ta trước cái trường hợp sát khí như vậy ạ. Do đó rằng là những trường hợp ngôi nhà sau thì sẽ cần phải sử dụng đến vật phẩm này này. Thứ nhất đó là cái trường hợp những ngôi nhà phạm phải sát khí ngoại khí đi vào, ví như là đường đâm vào nhà gọi là lộ xung sát, hay là cái trường hợp là liêm đao sát, tức là cả một đoạn cung đường nó đâm vào ngôi nhà chúng ta, hoặc là các trường hợp sát ví như thiên trảm sát, hoặc là xạ xung sát, hoặc là các trường hợp sát khác nữa mà tác động đến ngôi nhà chúng ta thì đều cần phải sử dụng đến cái pháp khí này. Với cái hình tượng là phiến bạch ngọc trắng và sau đó được khắc đồ hình âm dương để mang lại cái năng lượng của vũ trụ đất trời, và được khắc 5 cái chữ là Thái Sơn Thạch Cảm Đường, thì đây là cái tên của loại pháp khí cũng như là tên của cái pháp ấn chú mà được khắc lên trên này. Và mực đỏ ở đây là mực đỏ chú xà để tăng cái công hiệu tịch tà hóa sát rất là tốt. Thì với cái việc chúng ta sử dụng cái pháp khí là Thái Sơn Thạch Cảm Đường hay gọi là Bạch Ngọc Thạch Cảm Đường này xử lý trước ngôi nhà chúng ta bằng cách là gắn tại chân cổng, thì khác với là Bạch Ngọc Đại Minh Chú chúng ta gắn ngang, thì đây là pháp khí mà chúng ta cần phải gắn dọc. Vì phương pháp viết chữ để viết dọc này, chúng ta sẽ gắn ở đây thông qua hai cái lỗ vít ở hai đầu, thì chúng ta sẽ gắn dọc tại cái nơi mà đối diện sát khí, và chắc chắn đối diện sát khí ở đây là cổng hoặc cửa ngôi nhà chúng ta, thì chúng ta sẽ gắn ở phía bên dưới chân cổng cửa cách khoảng một gang tay, hoặc là cách khoảng là 15-20 hoặc 30 cm, để nó chấn lại cái dòng sát khí mà tác động đến ngôi nhà chúng ta như vậy. Thì đây là một trong những món vật phẩm hàng đầu được thầy Tam Nguyên ứng dụng trên cái phương án là sử dụng những món sử dụng những cái nguyên liệu vật phẩm từ tự nhiên mà mang lại cái nguồn năng lượng cao, đó là bạch ngọc. Thì nó mang lại cái công hiệu rất là tốt. Bạch ngọc thì nó mang cái năng lượng dương. Chúng ta biết rằng là trong cái xung nhịp đếm của loại đá thạch anh thì nó mang cái tác động dương như thế này. Nó theo cái dòng khí như này thì nó có tác dụng đẩy những cái trường hợp sát khí mà đến ngôi nhà chúng ta. Thì sử dụng cái vật phẩm là Thái Sơn Thạch Cảm Đường chúng ta gắn ở phía ngoài cổng, thì tượng như một ngọn núi chấn lại cái dòng sát khí và chấn lại ma quỷ mà tác động đến ngôi nhà chúng ta như vậy. Thì chúng ta cần phải lưu tâm. Thì ngay tại cái vỏ của cái ấn phẩm này thì cũng được ghi rất rõ, đúng không ạ? Tác dụng Thái Sơn Thạch Cảm Đường là đệ nhất pháp khí kỵ tà, được các phong thủy sư hàng đầu sử dụng cho việc chấn sát này, tịch tà này, và hóa giải các cái hình thế sát như là lộ xung sát này, liêm đao sát, thiên trảm sát, chấn các hình thù kỳ quái xung quanh nhà. Và đây cũng là pháp bảo tịch tà mạnh để hóa giải các trường hợp mất ngủ hoặc ác mộng. Chúng ta có thể sử dụng để mà đặt tại cái trong phòng ngủ, hoặc là chúng ta có thể sử dụng đặt tại cái cửa sổ nhà chúng ta, nếu như trong trường hợp đó phía nhìn ra phía cửa sổ chúng ta là nơi mà đối diện với các trường hợp sát khí, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể sử dụng đến. Đối với các vật phẩm thì dĩ nhiên rồi, cần phải trải qua quá trình là khai quang rồi là trì lực để vật phẩm phát huy công hiệu cao nhất, và đặc biệt là sử dụng phương pháp đúng ngày giờ thì nó mới tăng cái công hiệu. Tránh cái trường hợp đó chúng ta sử dụng một cách vô tội vạ thì nó không có đúng đâu ạ. Do vậy là khi mà
tư vấn cũng như khi mà cung cấp thông tin cho đội ngũ trợ lý thì quý vị cần phải cung cấp bao gồm đầy đủ cả hướng nhà này, năm sinh của các thành viên trong gia đình thì mới có phương án ngày giờ cắt lợi và đúng nhất để mà tư vấn đến các quý vị và các bạn. Chi tiết về vật phẩm này thì chúng ta có thể gọi đến số 1900292 hoặc là truy cập website phongthuythanhnguyen.com để nắm bắt kỹ hơn về thông tin vật phẩm, để mà cập nhật cái hình ảnh vật phẩm chi tiết cũng như là trải nghiệm vật phẩm thực tế thì quý vị cũng có thể đến văn phòng của Phong Thủy Thanh Nguyên tại Hà Nội, tại Đà Nẵng, tại Thành phố Hồ Chí Minh để trải nghiệm vật phẩm và cũng như được tư vấn trực tiếp tại văn phòng. Hãy đăng ký kênh cũng như đón nhận những video mới nhất từ Phong Thủy Thanh Nguyên và Đức Trung nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.